Anh ơi, em xin anh đừng em anh ơi. Để em buôn bán anh ơi. Làm gì em đâu có buôn bán được mà lấy tiền trả cho anh. Anh ơi, ráng nha. Anh làm lại anh ơi. Anh đừng làm vậy mà. Tôi đã biết hết rồi. Mấy người á là một ruột với nhau hết á. Của em nè. Dạ em cảm ơn chị, em gặp đi ạ. Bữa khác ủng hộ nha em. Dạ cảm ơn chị ạ. Cơm dẹp đi. Cơm dẹp dừa đi. Ai? Anh Xuân. Thấy tao là làm cái gì vậy mày? Anh Xuân, khỏe anh Xuân. Khỏe gì? Tiền mày thiếu đâu? Dạ, anh gán cho em ít ngày nữa đi. Bán buồn ế quá, chưa có chạy được tiền để trả nữa. Mày giỡn mặt hả? Má, lúc mày mượn á. Anh ơi, em xin anh đừng em anh ơi. Để em buôn bán anh ơi. Làm gì em đâu có buôn bán được mà lấy tiền trả cho anh. Anh ơi, ráng nha. Mày để tao. Anh Xuân, em xin Xuân á, kêu anh đó đừng có phá nữa. Em buôn bán mới có tiền trả anh chứ không vậy sao buôn bán. Em xin mày nhấn mặt hả? Anh Xuân ơi, tha cho em đi. Buôn bán có tiền nhà con bệnh đâu có đủ tiền trả. Anh Xuân ơi, anh thương tình con của em hình ba bốn ngày nay không có thuốc uống, nó bệnh nặng lắm. Em làm ơi chỉ đủ ăn cháo thôi à. Anh đừng làm tội nghiệp em anh ơi. Em đang buôn bán có tiền trả anh cha mà. Anh đừng làm lại anh đó. Anh đừng làm vậy mà. Anh ơi em lại anh mà. Nghe mày. Lại anh mà. Nãy tình nghe mày. Ngày mai mà tao quay lại không có, tao đập banh chiếc xe mày luôn đó. Đi mày. Nhớ nghe mày. Dạ. Giờ mà cô làm á chỉ để che mắt lợi dụng lòng tốt của mọi người mà thôi. Cậu nói như vậy tôi hiểu tiền tụi nó. Tụi nó tới đời tôi không có, nó quánh tôi bầm dập luôn. Người ta thương tôi cho tiền tôi chứ cậu nói như tôi diễn vậy mà quánh. Tôi đã biết hết rồi. Mấy người á là một ruột với nhau hết á. Bữa nay á đường triệu rưỡi, ta đổi tiền chẵn chia cho nó dễ nè. Vậy là chia ba người 500 hả chị? 500 cái đầu mày á. Mày 400, cầm.
Còn thằng này 4, tao lấy lại 1. Sao em có 300 vậy chị ai? Mày không biết hả? Mày đánh tao nhừ tử luôn. Trừ 100 mà cho biết mặt. Nhiều phần của tao hết à. Chị ăn đồng mà chia không đủ gì chơi chị hai. Chị đủ một khí khô nè. Tao nói tụi bay biết nha, kịch bản là của tao. 500 ngàn. Chắc xám tao suy nghĩ cực lắm. Phải như tụi bay đâu. Vô chửi tao, đánh tao. Tụi biết tao phải rặn không? Rặn nước mắt chảy. Sung sướng gì? 200 ngàn. Còn này hả? Mày quýnh tao bầm dập luôn. Té. Dập thịt mày. Mua thuốc. 100 ngàn mua thuốc. Sao? Không phục hả? Không phục tao mướn người khác á. Làm nữa không? Dạ làm chứ chị. Em làm chứ chị hai. Làm chứ chị hai. Mày nghe, mày làm. Mày bỏ cái tật quýnh tao thiệt nha mày. Mày quýnh đầu mà chán dáng không thấy mấy con trời luôn. Dạ em biết em sai rồi, em xin lỗi chị hai. Dạ. Mày sướng tao như tao đâu. Trời ơi, dùng não nè, dùng chất xám nè, dùng cả cơ thể nè, chịu đựng mới được đồng tiền này. Sung sướng gì? Dạ tụi em biết rồi, cảm ơn chị hai. Thôi vô đi. Tôi... Rồi, có gì vậy Phương giải thích. Cái này nhờ cô. Đi. Mày á chưa có tật có gì chưa? Chưa mày dám giật chồng tao. Chị ơi, mày chị tao. Có nhầm lẫn gì hả? Tôi có quen chị đâu. Mày không quen tao, mày quen chồng tao, mày ăn tiền chồng tao. Chồng chị là ai vậy? Tôi đâu có quen chồng chị đâu. Không quen chồng chị hả? Mày bị ngủ với chồng chị đó. Chồng tao là cái thằng ngủ với mày đó. Quen phiên mày. Nè tụi bay giữ nó lại, xử cho tao. Cái gì vậy? Cô đi ra nha. Mày xuống đây. Mày ngồi là ai vậy? Mày hay lắm. Tao kiếm mày hổm rày, mày chừa cái tật của mày. Mày né hả? Vô chơi cho tao. Chị là ai vậy? Tôi chị là ai đâu? Không quen đúng không? Mày quen chồng tao đúng không? Bữa nay tao đánh cho mày chừa cái tật đó nghe chưa? Mày đánh cho mày nữa chưa? Giữ nó lại. Mày á chừa cái tật đó nghe chưa? Chừa mày dám giật chồng tao. Chị mày ơi, chị tao. Có nhầm lẫn gì hả? Tôi có quen chị đâu. Mày không quen tao, mày quen chồng tao, mày ăn tiền chồng tao. Chồng chị là ai vậy? Tôi đâu có quen chồng chị đâu. Không quen chồng chị hả? Mày bị ngủ với chồng chị đó. Chồng tao là cái thằng ngủ với mày đó. Tôi không có quen mấy người. Đỡ tôi ra. Không quen, làm lơ hả? Giờ sao chị hai? Chị muốn gạch mặt nó hay sao? Không cần gạch. Tao đưa nó lên cộng đồng. Đỡ nó đủ đẹp rồi. Nè, mày lên đi con. Mày lên tự đánh ghen. Mày cũng giật chồng tao nè. Nè, con đây, giữ nó lại. Giữ lại cho tao. Giữ lại đi. Tao quay phim mày. Nè, tụi bay giữ nó lại. Xử cho tao. Xử cho tao lỗi nè. Cái gì vậy? Cô đi ra nha. Ê, mày là thằng nào? Sao khí chị của tao vậy? Hả? Anh ơi, cứu em đi. Cứu em với người này. Mày định anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mày bước ra, chị của tao. Em có quen với người này thì không quen, nó giật chồng tao rõ ràng là không quen. Chồng hả? Vậy bây giờ mày chứng minh đi. Chứng minh cái gì? Tao không cần chứng minh mày biết. Tao chỉ nó giật chồng tao, nó lấy tiền của chồng tao. Bây giờ tao lấy tao cốp lại thôi. Không có hả? Không có, tao quay phim cho cộng đồng mày biết nè. Làm gì vậy? Hả? Cô nói con gái đó cướp chồng cô, mày có chứng minh đi. Tao không cần chứng minh cho mày biết. Tao chỉ cần biết là nó lấy chồng tao rồi tao đánh nó. Mày ghé đi, mày làm gì vậy? Nói em cảm ơn anh nha. Không có anh đó, em không biết phải làm sao hết á. Chắc chắn là tụi này nó dồn cảnh nó cướp chứ không đâu đó. Đúng rồi đó. Sao anh biết? Giờ sao chị hai? Cũng như mọi bữa đi. Hai tụi bay nhớ nghe. Cái đoạn nào vắng vắng mà có con nào trẻ trẻ đó, mày á ép đầu xe cho tao. Còn mày kẹp sát nghe chưa? Tao giữ rút chìa khóa. Tao sẽ giả bộ quay phim y như thiệt vậy đó. Lỡ mà có ai coi á, tụi bay nhớ hỗ trợ tao. Chỉ có khách đó mới lấy được thôi. Ok chị hai. Mà phải giả như cảnh nó đen thiệt, mày hiểu không? À. Tao giả bộ tao quay, tao đóng quay mặt quay tụi nó, tụi bay lo. Tôi quay nó à. Đây là 4 năm trước nha chị, mấy anh em quá.
phải xong chiếc đầu đi mới tính chiếc thứ hai chứ. Mình làm như dễ lắm mà. Con nào non non á mới dễ làm. Tụi nó ở ngoài thế nào cũng hại cho nhiều người vô tội nữa. Thôi, không sao đâu. Tôi yên tâm đi, sẽ bắt tụi nó thôi. Là sao anh? Tôi lấy điện thoại của tụi nó nè. Cái này tôi sẽ nhờ mấy anh công an hỗ trợ. Nó sẽ là bằng chứng. À, cứ chờ lòng lòng. Tụi nó sao mà thoát được. Cuối cùng bắt mày. Anh có sao? Cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi đi bán tiếp. Cảm ơn cậu. Anh. Sao vậy? Anh bán giấy số hả? Đúng rồi, tôi bán giấy số. Vậy cậu mua giấy số hả? Để tôi mua ủng hộ anh vài tờ. Anh bán lâu chưa? Tôi cũng mới bán, à nay qua khu này coi sao. Ở trong đây có số 24 không ta? Ngay đầu tiên luôn á cậu. Ngay đầu tiên nay tôi cũng lấy được mấy số 24. May mắn lắm nha cậu, 24 là số vàng đó. Đây, thấy rồi. Tôi thấy số 24 rồi. Thấy rồi, tôi mua hết cho anh luôn nha. Ở đây cũng có bao nhiêu tờ hết, để tôi mua hết tôi ủng hộ anh luôn. Đã có 70 tờ cũng không nhiều, cảm ơn anh nhiều nha. Cậu tốt quá. Có gì đâu, giúp đỡ anh chuyện bình thường. Anh coi bao nhiêu tiền tính cho tôi luôn nha anh. Thì 70 là 700 á anh. Rồi, 70. Cuối cùng bắt mày. Chạy hả mày? Sức dài dai rộng, không đi kiếm việc đàng hoàng mà làm, đi lừa người khốn khổ. Tao lừa người ta hồi nào? Mày chối hả mày? Giấy số đây. Giấy số. Chị có sao không? Tôi bị lên cơn đau tim. Để tôi đưa chị vô bệnh viện ha. Không cần đâu cậu, tôi ngồi nghỉ mệt chút là hết. Ủa chị bán giấy số? Dạ. Vậy thôi đưa tôi ủng hộ chị vài tờ. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Cậu lừa mình tôi. Giấy số bao được cơm giấy số. Ủa? Sao vậy chị? Gọi cái số cướp của tôi. Cướp của tôi đi số ơi. Ôi. Nó cướp đi số của tôi rồi cô ơi. Rồi chị có sao không? Cậu ơi, tôi bị bệnh đau tim. Tôi lên cơn đau tim tôi mất. Rồi thầm tôi lấy số tôi có rồi. Không gì như lấy thầm tôi nữa cậu ơi. Lấy số tôi đi. Cảm ơn mấy anh nha. Đây là tiền đền bù. Mấy anh công an nhờ em gửi cho người bị hại. Vậy là cậu với mấy anh công an bắt được thằng đó rồi hả? Thôi, chị giữ với mấy anh nha. Cảm ơn cậu đi. Mấy bữa nay tôi không biết xài sở như tao nữa. Đại lý á, còn cái đồng tiền riết á, mà tôi không có tiền trả. Giờ có số tiền này á, tôi trả cho ông ta. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nha cậu. Cho tôi gửi lời cảm ơn mấy anh công an nữa. Thôi không sao đâu chị.
này chuyện phải làm thôi mà. À, thôi có gì chị đi bán đi nha. Dạ, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu ơi, tấm lòng của cậu tôi không biết đền đáp sao hết á. Tôi mong cậu á, dành giùm tôi 2 tờ giấy số này. Em làm vậy sao được chị? Bây giờ chị cứ giữ giấy số đi. À, cái chuyện nó cũng không có gì đáng đâu chị. Chị cứ giữ giấy số nha, không sao đâu. Cậu mà không nhận á, là tôi buồn á. Em làm vậy sao được, bây giờ chị cứ giữ giấy số lại đi nha, rồi đi bán nữa. Cậu ơi, cậu không nhận á, là tôi buồn lắm á. Chị vừa ái nái cho người, cậu nhận giùm tôi vui nha cậu. À, hồi nãy em đi cuốc xe, được khách bo 10 ngàn. À, hay vậy đi, bây giờ em mua cho chị một tờ nha, chị lấy cho em tờ đi. Dạ. Cậu lấy một tờ hả? À, đây. Tôi không nhận tiền đâu cậu. Thôi, chị cứ lấy giùm em nha, đây. 131359 số đẹp nha chị. Có gì cảm ơn chị nhiều nha. Chúc cậu á là chiều nay á thằng bà sẽ thăm cậu nha. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cậu. Giờ tôi đi bán nha cậu. Rồi cảm ơn chị. Đi nha cậu. Dạ. Cậu ơi, cậu ơi, cậu, cậu ơi, cậu làm gì vậy? Cô hả? Sao vậy cô? Cậu trúng số rồi đó. Trúng số? Dạ. Trúng số gì? Cái tờ giấy số mà qua cậu mua tôi á, nó trúng rồi. 131359 đúng rồi nè chị. Hay ghê ha. Dạ, dạ. Hên thiệt. Dạ, cái tờ của cậu trúng rồi, nhưng mà nó cắn số này. Cái này là số 2. Thôi chị, 50 triệu cũng được chị. Dễ ăn ủi mà. Dạ cậu là người tốt ghê. Mà ông trời có mắt đó cậu. Thôi vậy đi. À, em nữa chị nữa nha. Cậu ơi, làm sao tôi dám nhận tiền của cậu được? Tiền thôi, của cậu mà. Cái này công chị bán, em mua là hên thôi. Không, tiền của cậu đi đổi đi. Thôi vậy nha, mỗi người nữa ha. Để chị lấy tiền trị bệnh luôn, được không? Cậu cho tôi tiền trị bệnh hả? Thiệt hả cậu? Thôi quyết định vậy nha. Đúng là người tốt sẽ được báo đáp mà. Trời cao có mắt. Dạ. Cái này tôi thấy là củ sừ, lái chạy thử được không? Anh yên tâm đi, em bao hết luôn đó. Anh ơi, mà nóng nguy hiểm em để trong xe nha anh. Chồng chị đó, mua xe cho chị đó. Rồi thử rồi chưa thấy về nữa. Không phải chồng. Ý, lấy xe qua ông hả? Ủa, tôi không biết nha, không liên quan tới nha. Bộ tôi không chịu mất 1 triệu đó, tôi còn cái số tôi bán. Còn xe tôi không biết, còn không liên quan, tôi bán cái số à. Số ơi, số ơi. Ê bạn, đậu gần quá vậy? À dạ, dạ em xin lỗi. Má đéo còn bán được gì luôn á. Dạ dạ anh chị, dạ 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 chào anh chị, vào trong ạ. À, giờ ngồi xuống ghế này ha. Dạ dạ chị ngồi đi chị, tiệm em có cái ghế à, để em ngủ chưa. À dạ không sao đâu, chị cứ ngồi đi. Dạ 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 dạ, không biết anh chị cần gì ạ? À, ở bên em thì có những cái chiếc xe mẫu mã như thế này, không biết anh chị có vừa ý không? Tôi qua đây là chủ yếu lựa cho bà nhà tôi một chiếc xe để bà đi chợ. Dạ phải không vợ? Dạ. Em thích màu nào để anh lựa cho? À dạ, giờ tôi tính dễ. Vậy thôi, để anh lựa cho em một chiếc anh tặng em ha. Dạ. Dạ, bên em những chiếc xe này là của những cái thanh niên mà sau ngày 8 tháng 3 anh ký gửi, nhưng mà sau đó hết hạn. Dạ, anh thấy như thế nào ạ? À? Dạ. Tôi chọn chiếc
Dạ, trời, em nhìn là em biết rồi. Anh đẹp đẽ, sang trọng quý phái như thế này, chọn chiếc này mới đúng chứ. Chiếc này bao nhiêu? Dạ, chiếc này ở giá thị trường là 125. Bên em bán anh 105, nhưng mà thấy anh đẹp trai, lại lịch lãm như thế này, em lấy rẻ anh 100 thôi à. Sao sao? Dạ. Chiếc này tôi thấy là cũ xừ. Dạ, đâu có đâu anh, chiếc này mới chạy có 1000 cây à. Dạ, em nói thiệt. Lái chạy thử được không? Dạ được, được chứ ạ. À. Anh cứ thử thoải mái, tùy theo ý anh thôi. Dạ, chìa khóa nè anh. Dạ, đây, đây ạ. À. Dạ. Nhưng mà nói trước là chiếc này mà chạy không được như ý là tôi không có lấy đâu nha. Chà, anh yên tâm đi, em bao hết luôn đó. Dạ, anh cứ cầm anh chạy thử thoải mái. Có tour km đâu? Dạ không, em đảm bảo với anh không có tour. 1000 cây là 1000 cây. Dạ, bao anh test hãng luôn. Dạ. Tôi tin chú á. Dạ, dạ, chạy thử đi anh. Dạ, dạ. Dạ. Anh ơi, mà nó nguy hiểm em để trong xe nha anh. Dạ, dạ chị, không sao đâu chị, em không có làm phiền chị cứ ngủ tiếp đi. Dạ. Chồng chị sao đi lâu vậy chị? Dạ. Chồng chị á, thử xe á, đi lâu quá sao không về? Dạ. Chị ơi, cái anh hồi nãy đi chung với chị á, lại đây thử xe. Rồi sao không thấy về? Dạ. Hai vợ chồng chị đi chiếc xe ở đây, lại đây, chồng chị lại đây, lựa xe, thử xe. Chưa về. À. Ôi trời. Anh ơi, anh cho tôi số con chủ anh đi. Số nào em? Chủ nào? Thì cái anh chở hai vợ chồng của anh nó lại đó. Chủ nào? Cái anh mà anh chở hai vợ chồng anh chủ anh lại đây nè. Mà được chỗ nào đâu, chị ơi mà. Cái gì? Anh nói gì? Ê, tôi phải không phải chủ tôi. Ông hỏi tôi chạy ngày bao nhiêu? Ngày chạy mấy trăm tới 700 ngàn. Ông kêu chở ở đây nè, ông mua xe, ông trả tôi 1 triệu. Chủ nào tôi đâu biết chủ nào đâu. Anh giỡn á hả? Giỡn gì? Giỡn là trời. Anh còn vợ. Chị ơi, em hỏi bằng tất cả tấm chân tình của em luôn. Là chồng chị đi chừng nào mới về? Sao biết? Chồng chị mà chị không biết. Biết gì đâu, tôi ngồi ở đây không đi ai biết. Chồng chị mà chị nói gì vậy? Dạ. Trời ơi, em không hiểu luôn á chị. Tôi hiểu gì đâu. Làm sao? Chồng chị đó, mua xe cho chị đó. Rồi thử thì chưa thấy về nữa. Không phải chồng. Gì? Cái gì? Mua xe cho tôi. Ừ. Đâu có. Chị nói cái gì vậy chị? Tôi không biết đâu nghe, tôi đang bán giấy số, ổng tới. Ổng nói là ổng mướn tôi bữa nay là 1 triệu, bạn chỉ cần đi theo ổng thôi. Ổng nói gì kệ ổng, đừng nghe, đừng trả lời, chỉ cần dạ là được 1 triệu. Mà bây giờ nếu ổng đi mất tiêu vậy hả, là tôi cũng mất 1 triệu luôn. Ông coi nè, bây giờ hả, một cọc giấy số của tôi nè, tôi còn chưa bán hết nữa nè. Ý, lấy xe của ông hả? Ồ, tôi không biết nha, không liên quan tới nha. Tôi chịu mất 1 triệu đó, tôi còn giấy số tôi bán, còn xe tôi không biết, không liên quan, tôi bán giấy số à. Số ơi, số ơi. Trời ơi, chết tôi luôn rồi. Xe đâu? Mày lấy xe đâu hả? Anh, sao anh bắt được nó vậy? Nhìn cái này sao qua mắt được tôi? Nhìn ông chồng vậy, với bà vợ vậy là biết rồi. Dàn cảnh mà dàn không tới. Dạ, dạ, em cảm ơn em anh nha. Vậy mà hồi nãy em kiếm chuyện cà khịa anh. Thôi được rồi. Đưa đi đi. Mày, hay lắm luôn.